Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông tin mới nhất, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận Liên Triểu. Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là PVM, 27 tuổi, chú thôn 2, con lập, con rẫy, con tùm. Ngày 14 tháng 10, mở đến thuê phòng tại nhà nghỉ TB khu vực trước bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, phường Hòa Minh, quận Liên Triểu. Sau đó mờ đi ra ngoài. Khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 10, mờ quay lại phòng cùng với chị I. H 23 tuổi, chú huyện Đắc Cơ Lây, Con Tum. Đến 11 giờ ngày 16 tháng 10, mờ rời khỏi nhà nghỉ khi cảm thấy có biểu hiện nghi vấn, chủ nhà nghỉ đã lên kiểm tra phòng. Hoảng hốt khi phát hiện chị H đã tử vong. Người này vội vàng báo công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã lập tức có mặt, đồng thời tổ chức truy tìm M. Qua truy xét, công an xác định PVM hiện đang ở công an xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đối tượng này có ý định uống thuốc diệt cỏ. Hiện M đang được công an tiến hành các thủ tục để xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Trước đó mạng xã hội xuất hiện hình ảnh màn cầu hôn của một cặp đôi ở Đà Nẵng. Sự việc khiến nhiều người bất ngờ khi có thông tin sau màn cầu hôn, chàng trai đã ra tay sát hại bạn gái, bạn bè của cô gái cũng lên tiếng xác nhận vụ việc. Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê ở tỉnh Con Tum để lo việc hậu sự. Mới đây, theo thông tin trình báo, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 10, kẻ gian đã đột nhập một ngôi nhà trên đường Hùng Vương, khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản với thủ đoạn rất manh động. Theo đó, Công an huyện Châu Đức đã tiến hành điều tra vụ đột nhập nhà người dân, phá két sắt để trộm cắp tài sản. Tại hiện trường có một lỗ hồng lớn nghi do các đối tượng trộm cắp tạo ra, một két sắt đã bị cạy mở. Chị HTTH, 42 tuổi, cho biết khi cả gia đình đi làm buổi chiều, kẻ gian đã lợi dụng trời mưa lớn để đập phá từng nhà, sau đó đột nhập vào, đục phá két sắt lấy trộm lượng lớn tài sản. Theo trình báo, tài sản bị kẻ gian lấy mất gồm có khoảng 6 triệu đồng tiền mặt, một vòng cổ khoảng 2 chỉ vàng 24K, Hai vòng đeo tay mỗi cái khoảng 2 chỉ vàng 24K, một vòng đeo tay khoảng 2 chỉ vàng 18K, một nhẫn khoảng 2 chỉ vàng 18K. Tổng tài sản bị mất trộm theo bị hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng. Theo thông tin mới đây, khoảng 20 giờ 50 ngày 16 tháng 10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên ngùn ngụt từ khu vực tầng thượng của bệnh viện Hoàn Mỹ nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng. Phát hiện vụ việc, bệnh nhân và người nhà hoảng hốt tháo chạy. Tôi đang chăm mẹ ở tòa nhà bên cạnh, thấy mọi người hô hoán có cháy nên vội vàng đưa mẹ chạy ra ngoài. Khi xuống được dưới thì thấy đông bệnh nhân và người nhà cũng đã di tản xuống. Anh Hồng, chú Quảng ngãi cho biết Chị Nhường, 32 tuổi, ở tầng 6 kể, khoảng 20 giờ 40 tôi đang chăm cháu nhỏ nằm viện ở tầng 6 thì nghe mùi khét bốc lên. Mọi người trong hô hoán nhau chạy ra, không ai mang theo đồ đạc gì. Tôi không kịp mang dép, chỉ ôm lấy cháu mà chạy. Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng huy động 4 xe chữa cháy và xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do lửa cháy trên tầng thượng tàn lửa rớt xuống khu vực nhà dân bên dưới, nguy cơ cháy lan ra khu dân cư nên lực lượng chữa cháy vừa phải phun nước trực tiếp vào khu vực cháy, vừa phun nước khu vực dưới nhà dân. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn và vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy vậy, nhưng bệnh nhân và người nhà vẫn hoang mang vì chuông báo cháy vẫn còn hoạt động. Không ai dám trở lại phòng bệnh. Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, vào thời điểm trên, khi công nhân đang thi công hệ thống bảng hiệu trên tầng thượng của tòa nhà thì xảy ra cháy. Nhận định ban đầu, có thể khi công nhân thi công biển hiệu thì xảy ra chập điện gây cháy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 17 tháng 10, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giải rác rông cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 80 mm trong 6 giờ. Theo ghi nhận, nhiều khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Định và Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Châu Bình, Nghệ An 60,4 mm, Hồ Đồng Chùa, Thanh Hóa 31,6 mm. Lộc Ngãi, Lâm Đồng 47,8 mm, Vĩnh An, Bình Định 82,2 mm, Gia Huynh 67 mm, Suối Kiết, Bình Thuận 41,2 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên trường dốc tại nhiều huyện của năm tỉnh thành cụ thể tỉnh thanh hóa gồm các huyện bá thước như thanh như xuân thạch thành thường xuân tỉnh nghệ an gồm các huyện anh sơn con cuông quế phong quỳ châu quỳnh hợp tương dương tỉnh bình định gồm các huyện tây sơn vân canh tỉnh bình thuận gồm các huyện bắc bình đức linh hàm thuận bắc hàm thuận nam tánh linh tuy phong tỉnh lâm đồng gồm các huyện bảo lâm cát tiên đạo hoai đạ tẻ Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên trường dốc. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kiến Sương ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Huy Đạt, sinh năm 2007, trú tại xã Đông Sơn, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, Công an huyện Kiến Sương nhận được tin báo của người dân tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Sương về việc bị một đối tượng lừa bán tài khoản Facebook tích xanh chiếm đoạt 3,5 triệu đồng. Qua xác minh điều tra, Công an huyện Kiến Sương đã bắt giữ Trần Huy Đạt, sinh năm 2007, là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên. Qua quá trình điều tra, xác định khoảng tháng 6 năm 2024, nhận thấy trên mạng xã hội có nhiều người muốn mua tài khoản Facebook tích xanh, lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook, TikTok nên đạt đã kết nối với các cá nhân có nhu cầu để trao đổi giao dịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, đạt chặn liên lạc và không thực hiện nhiệm vụ như đã cam kết. Số tiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân công an huyện kiến sương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật qua vụ án trên cơ quan công an cảnh báo đến người dân cần nâng cao cảnh giác khi trao đổi mua bán với các tài khoản dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội tránh để các đối tượng sử dụng vào mục đích bất chính khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ hướng dẫn giải quyết Thông tin từ công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang xác minh vụ một người đàn ông cầm dao chặn đầu xe khách để nói chuyện với tài xế xe khách trên đường ở phường Tân Phú. Cụ thể, trưa 16 tháng 10, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi cảnh người đàn ông cầm dao nói chuyện với tài xế xe khách tại quốc lộ 1, đoạn trên cầu vượt Trạm 2, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức theo chia sẻ từ người quay clip. Khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 10, anh chạy xe trên quốc lộ 1 hướng ngã tư An Sương về khu du lịch Suối Tiên. Khi đến cầu vượt trạm 2, xe tải và xe khách đột ngột dừng giữa đường khiến nhiều phương tiện phía sau không thể di chuyển. Ngay sau đó, một người đàn ông bước xuống xe tải, trên tay cầm dao đến nói chuyện với tài xế xe khách. Tiếp đó, một người đàn ông khác đã đến can ngăn, người này mới cất khung khí rồi rời đi. Trước đó, thành phố Hà Nội cũng xảy ra vụ việc một tài xế ô tô Mazda cầm dao tấn công nhiều nhát vào xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt. Cụ thể, ngày 28 tháng 2, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Lê Tuấn Đức, sinh năm 1991, trú ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội, về hành vi hủy hoại tài sản theo Điều 178 Bộ Luật Hình Sự. Đức là tài xế ô tô Mazda cầm dao tấn công nhiều nhát vào xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm vào ngày giáp Tết. Tại cơ quan công an, Đức khai khi anh ta đang lái ô tô trên đường Hoàng Quốc Việt thì bị xe buýt tạt đầu, Đức liền lái xe vọt lên chặn đầu rồi cầm dao đe dọa tài xế xe buýt, ra tay nhiều nhát vào lốp chiếc xe này. Mới đây ông Nguyễn Quốc Cường, chủ tịch hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một thông tin liên quan đến việc trường này đã thu sai quy định hơn 37 tỷ đồng của sinh viên trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022. Theo ông Cường, toàn bộ số tiền trên đã được nộp vào ngân sách, lý do số tiền thu sai không trả lại sinh viên là do thời điểm đó trường chưa tự chủ, ngân sách còn trợ cấp nên khi có kết luận kiểm toán thì trường nộp lại ngân sách. Trước đó, kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán tại Trường Đại học Thủ Dầu 1 giai đoạn 2015-2021, phát hiện thu sai quy định hơn 37 tỷ đồng. Theo đó, dù Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có nghị định về mức thu, nhưng nhà trường vẫn thu học phí các tín chỉ thực hành cao hơn 1,5 lần so với tín chỉ lý thuyết. Ngay sau khi kiểm toán nhà nước công bố kết luận, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo trường đại học Thủ Dầu 1 hoàn trả cho sinh viên, trường hợp không hoàn trả được thì nộp ngân sách, số học phí đã thu vượt mức quy định. Sau đó, trường này đã nộp toàn bộ số tiền thu sai quy định vào ngân sách nhà nước. Về nguyên nhân, đại diện nhà trường lý giải do phần thực hành tiêu tốn nhiều vật tư, thiết bị nên ban giám hiệu đã đề xuất tăng học phí tín chỉ thực hành, mặc dù việc này đã vi phạm quy định của nhà nước. Trường thừa nhận nguyên nhân chính là do chưa thống nhất trong việc hiểu và vận dụng các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân nếu có đối với trường Đại học Thủ Dầu Một do thu học phí của hệ đại học chính quy, hệ đại học theo phương pháp giáo dục thường xuyên, hệ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 cao hơn mức trần quy định.